Chào mọi người, quay lại kênh cân cấu Nhật Bản của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục có một số cân nha mọi người. Giới thiệu đến đây mọi người xem được thì mua ủng hộ nhé. Đầu tiên là một cái cân Daiwa. Đây, ngoại hình tổng thể của nó như thế này đây. Cái cân này cân 3 khúc nha mọi người. Cân 3 khúc, chất liệu fib. Tay cầm là gỗ. Gỗ này là gỗ cứng, chứ không phải là loại gỗ mềm, gỗ xốp đâu. Đây, mọi người xem qua cái màn hình nhé. Cây này thì nặng 840g, đọt 5 ly, vươn ra 4m2, thu về như thế này 1m48. Đây, mọi người xem đọt của nó nhé. Đây, đọt này. Đọt rất là cứng, độ cứng trên 50 nha mọi người. Độ cứng trên 50, rất cứng, trên 50. Khuyên này, cái đầu bố ạ, đầu bố đã trắng, 3 lớp còn đẹp, inox này, ở trong đây su này, su này, cái này đã trắng này, 1, 2, 3, ở trên đây có 3 khuyên. Rồi, phần này thì có một khuyên cái. Đọt thứ hai, khúc thứ hai có một khuyên cái. Đây, khuyên cái này gập được nha mọi người. Đó, khuyên cái cũng còn tốt. Đấy, cân này thì còn tất cả còn tốt. Bát, bát là Fuji F7. Bát trượt Fuji F7, inox không rỉ. Đây, quần nhờ đây. Quần nhờ đây. Đây, đây qua nha mọi người. Jet Sport. Cái cân này cân nội địa nha mọi người. Đây, fit. Cái tay cầm này bằng gỗ. Cái cân này cân số 1, cái này mình bán 500 nha mọi người. Bán 500. Đây, cân số 1 bán 500. Rồi, số 2 là một cái cần tay rút. Cần tay rút. Đây, cái này là NFT. NFT này mọi người. Cái này nặng 180g. Đọt của nó đọt 1.6, vươn ra 4m, thu về như thế này 1m. Đây, phần đọt đây. Cái này chất liệu cũng là fib nha mọi người. Đây, đọt này. Đó. Rồi, mọi người xem ngoài hình các giọng phía trong lên nha. Này, có bọc inox này. Bọc inox ở đấy nha. Chỗ đây người ta có dán ra đây này. Chỗ này không biết là bị gì đây mà người ta có người ta có đổ keo chỗ này lại đây nha. Đây, đổ keo lại chỗ này. Bọc inox này, hai này. Ba này. Bốn, cả hai có bốn giống nha mọi người. Giống nào cũng được bọc inox cường lực thầy đó. Đây. NFT, NFT thì thương hiệu nội địa Nhật rồi. Đây. Chất liệu fib này. Rồi, cái này cái số 2. Số 2 này mình bán 100.000. 100. Rồi, số 3. Số 3 cũng là một cái cân tay trợ máy. Cân này thì chất liệu dưới đây để mình xem được. Cân này cũng là fib nha mọi người. Rồi, cân này chất liệu fib. Cái này á thì nặng 120g, đọt 2.3, đọt cứng. Vừa ra 2.1, thu về như thế này 79 cm. Rồi, mọi người xem phần đọt nha. Đây,
đọt cứng. Độ cứng này khoảng 15. Các giống phía trong này có 3 giống thôi. Đây, 3 giống thôi. Giống đều được bọc này. Bọc này. Khuyên á, khuyên thì ở đây có 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyên. Khuyên này là khuyên không đá, chứ không phải là khuyên bị mất đá nha mọi người. Bát, bát thì bát này bật vặn. Đây, bật vặn đây. Ok. Phần tay cầm này được làm nhám. Cái này cái số 3 mình bán 100.000. 100. Số 4. Số 4 thì một cái cân này, cân mình không biết là hiệu gì đây. Không thể ghi thương hiệu. SDK dài 4,5 m. China. China xuất Nhật. Rồi. Cây này á thì nặng 320 g. Đọt là đọt 1.9, đọt cứng. Vừa ra 4,5 m, thu về 106 cm. Để mọi người xem ngoài hình nha. Đây. Phần đọt này. Các giống ở phía trong thì còn rất là mới. Đây phần đọt nha mọi người. Đây, bọc inox này. Hai giọng. Đây, giọng ở trong còn mới. 3 4 5 giọng hết nha mọi người. 5 giọng hết. Rồi, tại phần khuyên. Khuyên này thì là khuyên inox hết. Ở đây hơi rỉ này. Hơi rỉ này với mọi người đánh cửa tay nó sạch rồi. Này, đầu bu còn nguyên. Tất cả đều là khuyên đá đen. Khuyên đá đen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 khuyên đá đen hết nha mọi người. Đây, cái này về mọi người đánh cược sạch. Này, khuyên trượt. Khuyên trượt đọt hình tháp. Đây. Bát rồi, bát này. Bát gì đấy không thể ghi. Bát trượt. Bản này thì mình thấy là F7. Rồi, cái này cái số 4. Cái số 4 này mình bán 300 nha mọi người. 300. Rồi, số 5 là một cái cân. Cái số 4 này chất liệu cũng là fib nha mọi người. Rồi, cái số 5 là một cái cần rút. Một cái cần rút. Đây, cần rút giả trúc. Cái này nàng có 80 g. Đọt thì đọt mảnh 0.8. Vươn ra 3,1 m. Thu về như thế này 94 cm. Đây, đọt mảnh. 1 2 3 4 4 giống. Ở phía trong của giống thứ hai hơi xước. Cái này cũng chất liệu fib. Ở phía trên này là đọt. Đọt ở phía trên này hình như là đọt thủy tinh đặc thì phải. Để mình xem thử. Phần cản này được cuộn nhờ này. Fib. Không phải. Ở phần này vẫn là fib này. Từ đấy á, người ta gia công là đọt đặc này, đặc thủy tinh này. Đây, cái này cái số 5. 1 2 3 4 5. Cái số 5 này mình bán 120 nha mọi người. 5 120. Rồi, sáu là một cái cân hai khúc. Cái cân hai khúc, mọi người xem như thế này nhá. Cái này nặng 140 g. Đọt 2 lít 4.
vươn ra 2 mét, thu về là 85 cây. Cây này thì là nhựa tổng hợp, nhựa tổng hợp, nhựa đặc tổng hợp nha mọi người. Đây đọt đây, đọt đây, độ cứng khoảng 15. Khuyến này khuyến inox xoắn đó. Đó, đặc điểm của mấy cái cân bọc inox hết, chỗ này nó bị bung sơn ra chứ không phải bị dập đâu nhá. Cân nhựa tổng hợp này thì cũng dập được. Đây, phần chuối này cũng là inox. Rồi, khuyên cái là khuyên inox xoắn. Bát rồi bát vặn. Đây, bát vặn. Phần tay cầm này được làm bằng nhựa, làm nhám để mình dễ cầm. Rồi, cây này cây số 6. Cây này mới bán 150.000 nha mọi người. Số 6, 150. Số 7 cũng là một cái cần rút, một cái cần tay rút. Cái này nặng 140g, đọt mẩy 0.7 ly, vươn ra là 4m4, thu vào như thế này là 99 cm. Đây, đọt mẩy 0.7 nha. Này, các phần đọt inox này đều có bọc inox hết nha mọi người. 1 2 bọc inox nha. 3 đây bọc inox này. 4 5 khúc nha mọi người, 5 khúc. Đây, 5 giống. 5 giống, ở phần này là xốp giả gỗ. Xốp giả gỗ này. Ok, cái cân này thì mình đánh giá ngoài hình nó còn khoảng 60%. 60%. Rồi ok, cái này là cái số 7, mình bán 180. 180. Rồi. Tiếp một cái cân này, cân lưu. Thông số của nó đây. Hai quay tí glass room. Luôn 1.8 ti. Đây. Cái này á thì nặng 140g, đọt của nó thì là đọt 3 ly. Ủa, đọt này sao đọt 3 ly được ta? Để mình chút. Vừa ra 1.8, thu về như thế này 93 cm nha mọi người. Rồi, đó là cái đọt này thử xem. Rồi, cái thước bị hư mất rồi. Mày đó. Để đó thế này cũng được. Ờ, à, đọt 3 ly. Đọt nó đọt 3 ly nha mọi người. Rồi, à, mọi người xem độ cứng của đọt này. Ok. Về khuyến á thì cái đầu bu này đó là đầu bu 3 lớp. Này inox, cao su, đá. Còn nguyên. Còn lại dàn khuyến 1 2 3. Ba khuyến này thì đều đã mất hết rồi. Khuyến này mình thấy á là khuyến kiêng. Thì là khuyến kiêng này á thì là tháo rơi ra được. Này. Flip nha mọi người. Khuyên cái này này, khuyên cái này còn nguyên này. Đây, cái này còn nguyên này.
Đây. Phần tay nắm này á thì em được em ăn sốt. Sốt siêu nhẹ. Bát là bát vặn. Đây, bát vặn. Ok. Cái này cái số 8. Cái số 8 này thì mình bán để mọi người về lấy đây làm khuyết nha. Cái này mình bán 150.000. Mọi người về lấy kia thân cân làm khuyên làm đây khuyên. Lấy được cái đầu u nữa ngon. 150 nhá. Cái số 8 150. Số 9 là một cái cần rút. Cần rút nhưng mà người ta chế lại để làm thành cần cực trong. Đây. Người ta chế như thế này, người ta chế như thế này á, vừa làm cần cấu rút bình thường. Còn bỏ cái đọt này ra thì sẽ làm thành cần cực trong. Đó. Rất là hay. Cái này nặng 360g, đọt 0.90. Vươn ra 53, thu về là 89 cent. Đây mọi người xem phần đọt này. Đây. Cái đọt nó làm như thế này đúng không? Khi nào mà nó không có, nó muốn làm thành cân cực trống, nó bỏ cái đọt này ra, tháo phía dưới bỏ cái đọt này ra. Đây sẽ là cái đầu u của cân cực trống. Để mình đếm hết cho mình chỉ mọi người nha. 1 2 3. Mọi người xem cực giống hệ trống nha. 4 5 6. Có hết 7 giống nha mọi người. 7 giống. Tất cả các giống á đều được bọc inox hết. Đầu giống đều được bọc inox hết. Vậy cho nên nó mới chế thành cân cực trống này. Đó. Đó. Khi làm cân cực trống á thì mọi người bỏ cái đọt này ra để làm thành cân cực trống được. Đây. Nó chế một cái khuyến này ở đây. Khoét một lỗ làm cái khuyến này ở đây để cho dầu cực đi vào. Đó. Ở đấy á người ta chế thêm một cái bát. Bát nhỏ. Đó. Bát này FF5. Đó thấy không? Cái phần dưới này thì nó bị mất cái nút này rồi nha mọi người. Mất cái nút rồi nha. Cái cân này là cân số 9. Mình bán 200.000. Mọi người về thích xài như thế nào cũng được hết á. Lấy đọt để câu tay cũng được. Mà không á thì bỏ đọt ra thành cân cực trống cũng được. Cái số 9 200. Số 10 là một cái cân ba khúc chất liệu clip. Cân này thì có hai cái khuyến có thể gập luôn. Hiểu gì đấy thì mờ mà cho mình thấy. GX Amazon. Đây. Mời xem cái này nhé. Đây. Cái này á thì nặng 480g. Vươn đọt 33, vươn ra 39, thu về như thế này 1.37, 137 cm. Đây. Khuyến này gập này. Khuyến này gập này. Rồi mọi người xem thử phần đọt nhé. Đọt cứng này thì độ cứng trên 40 nha mọi người. Độ cứng trên 40. Chất liệu của nó fib rồi. Cái này chất liệu fib nha, đọt trên 40. Rồi. Đầu bu này. Đầu bu là khuyên 3 lớp. Inox, su và đá. Rồi. Khuyên thứ hai gập được. Gập được nha. Đây, con nguyên. Khuyến thứ ba cũng gập được. Đây, con nguyên. Đó. Khuyến thứ tư này cũng gập được luôn. Cũng con nguyên luôn. Đây. Cân này hay thật. Ba khuyến đều gập được. Đây. Này, phần này người ta làm gần cho mình dễ nắm này. Bát này bát Fuji FS7. Bát trượt Fuji FS7. Ok. Phần này cuốn nhờ. Phần này thì được làm thêm cái chuối gỗ ở dưới này. Dưới này kim loại để cắm. Cắm đất. Rồi. Cái này là cái số 10.
Cái số 10 này thì mình sẽ bán với giá là 350 ngàn. Chủ rẻ. 350 ngàn. Mười, 350. Rồi, 11 là một cái cân hai khúc. Cái cân hai khúc. Cái này là nhựa đặc, nhựa tổng hợp đặc nha mọi người. Nặng 120 g, đọt 2.2. Vừa ra 1.6, thu về 84 sen. Cái này thì hầu như còn nguyên. Còn nguyên hết. Đây, đọt này. Đây. Mọi người xem đọt nha. Cái này nhựa tổng hợp đặc thịt nha mọi người. Đầu bố này. Inox xoắn. Cái này không có đá chứ không phải là mất đá nha. Khuyên inox xoắn. Khuyên inox xoắn. Ba khuyên. Khuyên này inox xoắn luôn. Rồi. Cái này bọc inox. Cái chuối này cũng bọc inox. Phần cản á, phần cản này này thì nó làm bằng nhựa. Nhựa nhám để mình cầm khỏi bị trớn tua tay nha mọi người. Phần bát rồi bát vặn. Đó, bát vặn. Cái này cái số 11 mình bán 150 ngàn. 150. Rồi, một cái cân rút. Cái cân rút này là Fip của Shimano nha mọi người. Shimano mà cái này Shimano nội địa Nhật chứ không phải là sản xuất ở Hàn Quốc đâu. Đó, cái này nặng có 80 g, đọt này đọt mảnh 0.9. Kéo ra là 24 mà thu về như thế này là 92 sen. 92 sen. Đây. Đọt này. Ok. Một giọng này, các giọng Việt trong thì con khá là mới. Hai giọng này. Ba giọng. Ba giọng nha. Đó. Rồi, Shimano này. Đó. Đây, chất liệu của nó Fip. Ok. Cái này thì mình bán 180 ngàn. Cái số 12, 180. 180. Rồi, 13 là một cái cân súp. 2 đồng. 2 đồng nghe giống kiểu đề đoán á. Nhưng mà đây thì nó ghi nó xuất xứ. Đây. Cái này là nặng 320 g. Đọt cứng đọt 2.6. Vừa ra 36, thu về 109 sen nha mọi người. Nó có một khuyên gập. Một khuyên gập ở đây. Tất cả các đầu này thì mình thấy có bọc hết. Này, mọi người xem phần đọt. Đọt tháp chịu lực. Độ cứng khoảng 15. Không. À, độ cứng khoảng 15 đó. Đây à. Rồi, 1 này, 2 này, 3 này, có một vết xước ở đây thôi, 4, cái này có 4 giống nha mọi người, 4 giống, theo mình thấy á, thì ngoại hình cái cân này còn khoảng trên 80%, trên 80%, khuyên này, khuyên thì trước tiên ở đấy á, là bóng inox đây này, khuyên á, thì khuyên cái này là khuyên Fuji đó này. Khuyên cái này Fuji này. Đây. Còn cả khuyên này á thì là khuyên nhựa. Ở phía trong là đá trắng. Có một khuyên này bị bể mà người về nhỏ kéo vào được à. Đây. Đầu bú này cũng là đầu bú Fuji luôn này. À, đầu bú này cũng là Fuji nha mọi người. Đây khuyên cái và đầu bú là Fuji. Khuyên cái này gập được. Đó, khuyên cái gập được. Rồi.
tới phần bát. Ở đây thì quấn nhờ này, ở đây cũng quấn nhờ này, quấn nhờ xuống đây. Toàn bộ quấn nhờ khoảng 50% cái phần cán nha mọi người. Bát thì bát Fuji FS7, bát trượt inox không rỉ Fuji. Ok, cái này là cái số mấy rồi, 13 này mình bán 350.000, khá rẻ, chất tiêu phíp nhá. Mình bỏ cái này vào cái cuối. Rồi, 14 là một cái cân tay rút. Cái này thì nặng 160g, đọt 1 tươi, vươn ra 4m4, thu vào 122 cm. Đây, đọt đây. Đọt 1 tươi nha mọi người, vừa phải. Rồi, 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4. Rồi, cả thầy còn 5 giống. Giống ngoài thì trầy xước nhiều. Cái cân này theo mình đánh giá thì nó chỉ còn khoảng 50% thôi. Đây, cái này cái số 14 mình bán 120.000. Rồi, 15. 15 cũng là một cái cần rút. Nó nặng 200g, đọt 0.9, vừa ra 1m4, thu về là 1m. Đây. Cái này bị mất cái buộc dây nha mọi người, mất cái buộc dây. Cái phần tùm buộc dây ở trên. Cái này thì về mình buộc lại sợi dây cược là xong rồi, đổ miếng keo là xong, không có vấn đề gì hết. Cái này cũng chất liệu phíp nha mọi người. 1 này, được bọc inox này. 2, 3, bọc inox này. 4. Đây. Rồi, 5 giọng hết nha. 5 giọng hết. Cái kênh này mình thấy ngoài hình cũng có khoảng 50%. Đó, theo bản đánh giá của bản thân mình. Đây, phần cản, phần tái cầm này được bọc nhờ cho dễ cầm. Cái này thì cái số 15 rồi. 15 cái này mình bán bao nhiêu nhỉ? Cái này hơn cái 14 xíu thôi, mình bán 150. Cái 15 150. Rồi, tới đây kết thúc video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0786 555 99. Mình là Đà Nẵng, cảm ơn mọi người nhiều.